Ok, xin chào các anh chị khách hàng yêu quý của Belo, và tiếp tục trong video clip live stream trực tiếp tại Belo trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp kính Cartier gọng khoan thuộc bộ sưu tập Premier de Cartier. Và đây là một cái phiên bản kính Cartier gọng khoan với thiết kế Premier de Cartier mới nhất năm 2022 hiện nay, và chúng ta sẽ có được cái phiên bản là CT0284O002. Cái bộ sưu tập CT0284O này thì nó sẽ gồm có hai phối màu, đó là phối màu 002 và phối màu 001. Thì trong đó thì chúng ta sẽ có 002 thì nó sẽ là hoàn thiện mạ vàng gold, tức là mạ vàng vàng. Còn với CT0284O001 thì chúng ta sẽ có màu vàng trắng. Thì tùy vào sở thích của anh chị, chúng ta thích màu vàng vàng hay là chúng ta thích màu vàng trắng, thì các anh chị đều có thể liên hệ trực tiếp đến Belo để chúng ta lựa chọn và chúng ta có thể đeo thử cả hai phiên bản này. Chúng ta thấy hợp phiên bản nào thì chúng ta sẽ quyết định chọn mua nha. Rồi, và ở đây thì tiếp nối sự thành công của những cái phiên bản Premier de Cartier được rất là nhiều các anh chị yêu thích, với những cái thiết kế sọc có thể nói là rất là nam tính và rất là khỏe khoắn, đặc biệt là ở cái phiên bản CT0162. Thì đây là một trong những phiên bản mà Belo thành công nhất trong những cái phiên bản kính gọng khoan tại Việt Nam. Thì đã có rất là nhiều các anh chị ủng hộ cho Belo những cái phiên bản CT0162 này rồi, và cũng rất là vui mừng là trong tuần tới thì Belo cũng sẽ có sự bổ sung cho CT0162O với đủ các phối màu để các anh chị chúng ta có thể thỏa sức lựa chọn, và cả hai size. Đó, các anh chị sẽ thấy là CT0162 nó sẽ có 001 hay là 004, thì nó sẽ là cùng là hoàn thiện mạ vàng vàng. Tuy nhiên thì một cái là 56 19 45 và một cái là 58 19 45. Thì các anh chị chúng ta có thể tùy biến chúng ta lựa chọn những cái dáng mắt nào phù hợp với chúng ta, thì chúng ta có thể thỏa sức chọn mua. Và tương tự như là 001 và 004 thì với màu vàng trắng là 002 và 005 thì chúng ta sẽ có hai size như vậy. Rồi, và đây thì ở cái phiên bản mới nhất này thì tất nhiên rồi, nó sẽ không có ở trong catalog của năm 2020 hay 2021, và nó chỉ có trong catalog điện tử 2022 của Cartier thôi. Đó, 0284O, và các anh chị chúng ta có thể tham khảo đủ phối màu của 0284O tại website belo.vn, và các anh chị sẽ chỉ cần đánh cái đầu mã là CT0284 thôi, và các anh chị enter một cái thì nó sẽ ra được hai phối màu của dòng CT0284 là màu vàng trắng và màu vàng vàng. Và chúng ta sẽ có thông số kỹ thuật là 56 15 và 145. Đó, tức là mắt 56 mm, cầu 15 mm và càng 145 mm. Chúng ta sẽ có số serial number của riêng chiếc kính này, đó là B53E73L9, và mỗi phiên bản kính Cartier khác nhau, cho dù là cùng model thì chúng ta sẽ luôn luôn có số serial number khác nhau. Rồi, và chọn bộ đi kèm với cả CT0284 thì chúng ta vẫn sẽ có con bịt đầu ốc màu vàng gold này, đồng bộ với cả kiểu hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm này. Vàng trắng thì chúng ta sẽ có con bịt đầu ốc vàng trắng, vàng gold, vàng vàng thì chúng ta sẽ có con bịt đầu ốc màu vàng. Khăn lau kính Cartier này, sổ bảo hành của Cartier. Đó, khi mà các anh chị mua thì Belo sẽ vào tên các anh chị cũng như là những cái số serial number của riêng chiếc kính này vào đây, tên các anh chị ở đây này, và chúng ta sẽ có số serial number này, hay còn gọi là individual number, cái mã định danh cá nhân của riêng chiếc kính này, date of purchase, cái ngày mua này, và cái authorized dealer stamp là cái con dấu đỏ của Belo. Thì với việc là được chứng thực ở trên website cartier.com thì các anh chị sẽ yên tâm là chúng ta mua những cái phiên bản kính Cartier tại Belo thì chúng ta sẽ nhận được sự bảo hành toàn cầu của Cartier. Các anh chị có thể mang đến tất cả những Cartier boutique ở trên toàn cầu thì chúng ta sẽ luôn luôn nhận được sự hỗ trợ. Và với CT0284 thì chúng ta sẽ được trang bị một cái hộp tiêu chuẩn, bộ hộp tiêu chuẩn, và ở đây chúng ta cũng sẽ có được một cái phiên bản hộp, nó sẽ rất là gọn gàng và nó sẽ thuận tiện để chúng ta có thể để trong vali hay là túi sách của chúng ta, rất là gọn gàng ở đây, và chúng ta có thể cầm bằng một tay. Đó, rất là gọn như này. Và với những cái phiên bản kính Cartier chính hãng thì khi mà các anh chị cầm lên những cái hộp của nó thì các anh chị sẽ cảm nhận được cái độ mướt của vật liệu làm nên những cái phụ kiện này, nó rất là sướng tay và nó rất là mịn và mát tay, với những cái logo Cartier được in rất là sắc nét này, và những cái màu vỏ hộp này đó thì nó sẽ một cái màu đỏ thẫm đặc trưng, và các anh chị cũng có thể phân biệt kính Cartier qua những cái bộ phụ kiện. Những cái phụ kiện của kính Cartier hàng fake thì hộp của nó bao giờ nó cũng sẽ có một cái màu đỏ nó bị lợt lợt đi, và Cartier thì không bao giờ sử dụng cái hộp trong này màu đỏ,
Tuy nhiên thì Belo cũng có thấy rất là nhiều các anh chị mang kính đến và nhờ Belo check hàng thật hàng giả. Thì đầu tiên mà khi mà các anh chị rút ra là cái hộp kính cache nó màu đỏ thì 100% thì nó đã là fake rồi, chứ chưa cần phải là xem kính. Hộp cache chính hãng nó phải là màu đen nha các anh chị. Rồi, và xin chào các anh chị, với CT0284O002 phiên bản mới nhất thuộc bộ sưu tập Premier de Cartier, chúng ta sẽ có mức giá niêm yết của nó sẽ là 31 triệu 500 nghìn đồng. Và đây là mức giá niêm yết chính thức tại thị trường Việt Nam với đầy đủ hóa đơn đỏ VAT. Với các anh chị chúng ta có nhu cầu mua số lượng lớn và chúng ta cần xuất hóa đơn về công ty của chúng ta, thì chúng ta cũng luôn luôn yên tâm. Thì với việc là đại lý ủy quyền và có doanh số top tại Việt Nam thì các anh chị yên tâm là Belo cũng sẽ chuẩn bị được cái những cái lượng đáp ứng hàng lớn để các anh chị chúng ta có thể sử dụng làm quà biếu tặng với số lượng lớn cho công ty của chúng ta cũng rất là thoải mái. Rồi, và với CT0284O002 thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ được trang bị một cái thiết kế gọng khoan này, ba mảnh này, và với những cái họa tiết golden đặc trưng của dòng Premier này, ở phần gối kính, phần đầu của chuôi càng kính này, và ở đây chúng ta sẽ có một cái chữ C này đặc trưng của Cartier này, rất là cách điệu và cực kỳ đẹp này. Cầu kính của chúng ta cũng sẽ rất là chi tiết này. Anh chị đã thấy là những cái đường nét của những cái phiên bản kính xịn thì bao giờ nó cũng sẽ vô cùng là nuột nà và nó rất là sắc nét và nó rất là mảnh, chứ nó không bị thô kệch như những cái hàng nhái, hàng giả. Đây chúng ta cũng sẽ có logo chữ C ở cả hai phần bên càng. Và ở những cái thiết kế Cartier mới đời 2021 hay 2022 thì chúng ta sẽ thấy được là những cái chuôi càng này họ sẽ không làm những cái chuôi càng thẳng như thông thường nữa, mà ở đây thì chúng ta sẽ có được cái chuôi càng nó sẽ hơi gồ lên một xíu, và ở đây chúng ta sẽ có một cái logo Cartier đẹp hơn, sáng hơn này. Đó, và với việc là cái bản này nó to hơn thì nó cũng sẽ giúp cho là tựa vào vành tai của các anh chị một cách chắc chắn hơn. Rồi, một số những cái thông số kỹ thuật được Cartier ghi cho chúng ta ở phía bên trái của càng kính thì chúng ta sẽ có càng là 145 này, logo Cartier này, con triện chữ C này, và đây chúng ta sẽ có số serial number của riêng chiếc kính này là B53E73L9. Thì các anh chị có thấy ở đây chúng ta cũng sẽ có được là B53E73L9 đồng bộ ở trên hộp. Rồi, ở trên cầu kính thì chúng ta sẽ có là cầu 15 này, 15 này, mắt mẫu của chúng ta là 56 này, 56 mm này. Cái size này thì cực kỳ là dễ đeo và nó sẽ phù hợp cho phần đông khuôn mặt của các anh của chúng ta, người Việt Nam của chúng ta hay là người châu Á của chúng ta, thì chúng ta sẽ đeo cái phiên bản này nó sẽ rất là phù hợp. Gần như thì chúng ta sẽ không cần phải thay đổi bề ngang và hay là chiều cao của mắt kính khi mà chúng ta đến với CT0284, vì chiều cao của mắt kính hiện tại là nó rất là tốt để giúp cho chúng ta tận dụng được tối đa những cái tính năng của tròng kính, và đặc biệt là tròng kính đa tròng mà các anh chị sử dụng cái phiên bản CT0284 này thì nó cực kỳ là tuyệt vời, và chúng ta sẽ không cần phải can thiệp thay đổi dáng mắt gốc của hãng mà chúng ta có thể sử dụng luôn nó, rất là đẹp. Và Cartier trang bị cho chúng ta một cái thiết kế mắt cho CT0284 cũng rất là đẹp với những cái phần cắt vát ở đây rất là khỏe khoắn trẻ trung. Rồi, chiều cao của gọng kính, của mắt lót của gọng kính nó cũng rất là tuyệt vời. Đó, các anh chị mà chúng ta sử dụng kính đa tròng thì đây là một phiên bản có thể nói là cực kỳ phù hợp. Và chúng ta sẽ có càng là 145 này, cũng được sản xuất tại Pháp này, made in France này, và đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu CE. Chúng ta sẽ có số serial number của riêng chiếc kính này, nó là CT0284O002. Và các anh chị có thể quan sát ngay ở trên camera này thì chúng ta sẽ thấy là những cái thông tin, mặc dù là nó rất là nhỏ, tuy nhiên thì nó đều được in cực kỳ là sắc nét. Ở đây chúng ta sẽ được trang bị một cái ve, cặp ve tiêu chuẩn của Cartier với hai chữ C lồng vào nhau rất là đặc trưng, và có thân ve cũng là màu vàng gold đồng bộ với cả độ hoàn thiện của sản phẩm. Và mức giá niêm yết chính thức của Cartier CT0284O002, vâng, xin chào anh Minh Lê, thì nó sẽ có mức giá niêm yết là 31 triệu 500 nghìn đồng. Và hiện tại thì khi mà các anh chị mua phiên bản kính CT0284 này tại Belo cũng như là những cái phiên bản kính Cartier gọng khoan khác thì chúng ta đều được tặng kèm một cặp tròng kính đổi màu chống vỡ của Essilor Transition Signature Gen 8 màu xám khói, chiết xuất 1.59 ASEW, trị giá đến 5 triệu 738 nghìn đồng. Và các anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp đến các chuyên gia tư vấn của Belo với những cái thông tin nằm trong phần mô tả video clip này để nhận được cái mức giá ưu đãi tốt nhất, cũng như là tư vấn cho các anh chị những cái thiết kế
phù hợp nhất với khuôn mặt của anh chị. Và thêm nữa là Belo rất là mạnh về kính đổi màu cũng như là kính đa tròng, thì chúng ta cũng sẽ được tư vấn những cái loại tròng kính nó phù hợp nhất với cả thói quen làm việc, độ tuổi và cũng như là những cái số độ của chúng ta. Rồi, và những thông tin chi tiết cũng như là những cái hình ảnh rất là trực quan về CT0284O002 trực tiếp tại Belo trong buổi chiều ngày hôm nay. Và Belo cũng đã về đủ phối màu cho CT0284O với phối màu 001 và phối màu 002, màu vàng vàng hoặc là màu vàng trắng, thì các anh chị chúng ta có thể đến trực tiếp Belo Hồ Chí Minh, số 100 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là Belo Hà Nội, số 46 Lê Thái Tổ, bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, để chúng ta có thể trực tiếp đeo thử hai phiên bản này để chúng ta chọn được cái phiên bản màu sắc phù hợp nhất với cả sở thích của chúng ta. Và các anh chị cũng có thể đến trực tiếp Belo Lê Thái Tổ để chúng ta tận dụng được những cái dịch vụ rất là tuyệt vời tại Belo, như là đo thị lực tiêu chuẩn quốc tế cũng như là máy lắp kính lấy ngay với những sản phẩm kính mắt trong kính chính hãng phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam từ những cái thương hiệu hàng đầu trên thế giới như là Hoya, Chemi hay là Essilor, và những cái loại đa tròng số 1 thế giới như là Varilux, Liberty, Comfort Max, Physio hay là thậm chí là Exclusive tại Belo. Rất là cảm ơn sự theo dõi của anh chị cũng như là sự ủng hộ rất là tuyệt vời của anh chị trong suốt thời gian qua, và rất mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của anh chị khách hàng yêu quý của Belo trên cả nước. Và Belo xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.